Thưa quý vị khán giả, xin giới thiệu hai khách mời tới từ VPS. Xin giới thiệu anh Lê Thanh Tùng là trưởng phòng tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VPS, và ông Lê Đức Khánh là khách mời quen thuộc tới chương trình của chúng ta, là giám đốc phân tích của công ty cổ phần chứng khoán VPS. Rất là cảm ơn hai khách mời của chương trình ạ. Vâng, chào anh Tài Phan, chào các quý vị khán giả. Dạ vâng, xin chào quý vị khán giả. Vâng, có lẽ là anh Khánh thì cũng đã quen với quý vị khán giả nhiều rồi. Tuy nhiên thì anh Tùng mới lần đầu lên chương trình đúng không ạ? Có lẽ chúng ta cũng muốn làm quen với khách mời một chút, và có thể là anh Tùng sẽ chia sẻ một chút về trường phái đầu tư của anh, cũng như là có một vài chia sẻ về góc nhìn của mình đối với cả thị trường, để có thể khán giả có làm quen hơn một chút đối với anh. Dạ vâng, thì xin chào quý khán giả. Thì thứ nhất ấy, là trên thị trường chứng khoán thì sẽ có rất nhiều các nhà đầu tư với rất nhiều các trường phái đầu tư khác nhau. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải có một cái sự thống nhất, và chúng ta đi theo được một cái định hướng cũng như là một phương pháp đầu tư. Cụ thể, càng cụ thể là bao nhiêu thì cái quá trình đầu tư của chúng ta sẽ giúp cho cái hiệu suất nó sẽ càng tăng nhiều bao nhiêu. Thì với quan điểm của tôi thì khi tham gia vào thị trường chứng khoán thì sẽ tôi luôn muốn nhìn vào những cái dòng tiền cũng như là vận động của dòng tiền, để chúng ta xem là cái dòng tiền tổ chức, cái dòng tiền thông minh, và hay chúng ta vẫn thường gọi đó là các cá mập, thì hiện tại là họ đang vận hành như thế nào, họ đang có ý đồ như thế nào, và xu hướng trong cái tương lai thì thị trường của chúng ta sẽ có những dư địa tăng trưởng như thế nào. Thì ở thời điểm hiện tại thì tôi đánh giá là thị trường của chúng ta đang có một cái tiềm năng tăng trưởng nó rất là sáng, và còn những cái dư địa tăng trưởng rất lớn trong những cái năm từ năm 2024 đến năm 2026. Thì đây là một cơ hội đầu tư thực sự là rất tuyệt vời đối với tất cả những nhà đầu tư, dù cho là đã đầu tư lâu năm hay là những nhà đầu tư mà mới tham gia thị trường, thì cũng là một cơ hội rất là lớn. Vâng, rất là cảm ơn anh Tùng với những lời động viên vừa rồi. Và đây thì khán giả chúng ta cũng bắt đầu gửi những lời chào tới khách mời rồi. Khán giả bạn Đỗ Đức Cường thì cũng rất là hâm mộ anh Khánh, nói anh Khánh có những phân tích rất là hay. Và cũng như là có bạn Nguyễn Tuấn Trung cũng gửi lời chào tới anh Khánh, và cũng nói là anh Khánh có những kiến thức về thị trường rất là uyên bác. Vâng, những lời có cánh dành cho khách mời của chúng ta, và rất hy vọng là các bạn cũng sẽ đón nhận thêm anh Tùng nữa. Hôm nay là lần đầu tiên lên chương trình với những chia sẻ và phân tích. Và cũng xin được chia sẻ với quý vị khán giả một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh lại là vào thứ tư hàng tuần thì chương trình Khớp Lệnh sẽ có sự đồng hành cùng với công ty cổ phần chứng khoán VPS với một tầm nhìn chung là kiến tạo giá trị vượt trội và bền vững. Qua đó thì đưa kênh đầu tư chứng khoán đến gần hơn với những nhà đầu tư bình dân, và cũng như là mong là kênh đầu tư đại chúng này trở nên dễ dàng tiếp cận hơn, dễ dàng hơn với các nhà đầu tư cá nhân. Và qua đó thì chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới sự đóng góp về chuyên môn của khách mời và đội ngũ của VPS tới chương trình. Và qua đó thì cung cấp thêm nhiều góc nhìn mới mẻ cho quý vị khán giả để có được một hành trình đầu tư bền vững hơn. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ muốn gửi tới quý vị khán giả một phần bình chọn nho nhỏ để chúng ta có thể cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đặt ra lúc này thưa quý vị khán giả là hiệu suất đầu tư của quý vị so với VN-Index từ đầu năm. Từ đầu năm thì hiệu suất của VN-Index là 12,73% một cách tương đối. Thì đáp án A là cao hơn VN-Index, đáp án B là thấp hơn VN-Index, và đáp án C là xấp xỉ VN-Index, tức là đâu đó cộng trừ 0,5%. Vâng, quý vị hãy bình luận vào cái phần chúng tôi, ngay bây giờ chúng tôi sẽ đưa một cái phần bình chọn để quý vị có thể đưa ra được cái câu trả lời của mình, và chúng ta sẽ cùng xem kết quả trong ít phút nữa. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu là điểm qua một chút diễn biến thị trường trong phiên sáng nay trước đã, để mở đầu mục ngoài chợ có gì ạ. Vâng, chúng ta cũng phải điểm qua một chút diễn biến sáng nay chứ đúng không ạ? Bây giờ là VN Index đang đâu đó giảm gần 8 điểm rồi, cũng là cái mức thấp nhất trong phiên sáng, tương ứng mức giảm khoảng 0,59%. Điểm số là 1.271,91 điểm. Giá trị giao dịch cũng hơn 11.000, cụ thể là 11.300 tỷ đồng. Và khối ngoại thì vẫn đang bán ròng rồi, mức độ bán ròng là đâu đó khoảng 888 tỷ. Về độ rộng thị trường thì chúng ta cũng thấy là số mã đỏ đang khá áp đảo số mã xanh trên sàn HOSE, cụ thể là đâu đó gấp khoảng 3 lần. Và phân bổ dòng tiền thì cũng thế, phân bổ dòng tiền thì gấp đôi. Chúng ta nhìn một chút vào bản đồ nhiệt thì sẽ thấy rõ hơn là áp lực khá là lớn, kể cả từ nhóm ngân hàng chúng ta cũng thấy, nhóm bất động sản cũng vậy, nhóm thực phẩm đồ uống, Masan cũng đang gây áp lực, hay là nhóm hóa chất DGC cũng đang giảm 1,6%, dù là phiên hôm qua cũng tăng trần đúng không ạ. Nhóm công nghệ cũng có điều chỉnh nhẹ một chút. Cơ bản là các nhóm thì đều có một chút phân hóa, hoặc là cũng có thể là có những nhóm thì chiếm phần đa là điều chỉnh. Vâng, có lẽ là chúng tôi cũng muốn có góc nhìn của khách mời một chút về cái diễn biến trong phiên sáng nay. Anh Tùng, anh nghĩ nào về cái vận động của dòng tiền trong phiên sáng?
Thực ra thì với cái vận động của dòng tiền trong phiên sáng thì tôi đánh giá là một cái vận động nó tương đối là bình thường, nó không có quá gì là đột biến, bởi vì là hiện tại thị trường của chúng ta vẫn đang đi theo một cái kịch bản đó là sideways trong một cái vùng là vùng 1250 đến vùng 1300, và hiện tại thì thị trường cứ lên đến bên trên thì thị trường điều chỉnh và xuống bên dưới thì lại có những cái lực cầu tham gia, thì tôi đánh giá thì đây nó là một vận động khá là bình thường, cũng không có gì gọi là quá là bất ngờ trong phiên sáng ngày hôm nay cả. Vâng, thưa con anh Khánh ạ, anh nghĩ sao ạ? Diễn biến trong giai đoạn vừa qua thì VN-Index cũng đã quay trở lại khu vực 1290-1300, thì bản chất đây là một khu vực kháng cự rất là mạnh, và cái giao dịch dòng tiền nó cũng chưa thực sự là tăng mạnh lắm, dẫn đến việc là cái khu vực này thường là khu vực sẽ có những biến động lớn, tức là có những phiên tăng giảm đan xen và có thể là cộng trừ khoảng 10 đến 15 điểm trong cái khu vực này. Chính vì thế mà khi mà VN-Index quay trở lại khu vực đỉnh cũ mà trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy là có những tháng 5 diễn biến là hết sức tích cực rồi, thì tháng 6 sau khi chạm và rung lắc thì rõ ràng trong áp lực các nhà đầu tư cũng cơ cấu lại danh mục, họ cũng có thể điều chỉnh việc bán ra, cơ cấu co gọn điều chỉnh lại danh mục trong giai đoạn vừa rồi. Thì tôi nghĩ rằng giai đoạn này là một cái pha điều chỉnh là khá bình thường của thị trường, dao động trong biên độ, thì VN-Index đang có vùng hỗ trợ rất là mạnh tại khu vực phía dưới là khu vực 1250-1260. Khu vực 1260 thì thị trường chỉ trong dao động, nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ này thôi và tích lũy trở lại, và chủ yếu sẽ quanh khu vực 1270-80 tích lũy trở lại, thì có lẽ trong tháng 6 sẽ là vừa tăng vừa giảm đan xen trong cái khu vực biên độ 1260-70-1280 là chủ yếu. Rồi, cảm ơn hai khách mời về những nhận định rất là sát và cũng như là những chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi. Có một số khán giả chúng ta cũng có nhận ra bạn Tùng Lê EZT cũng đánh giá rất là cao những phân tích của bạn và nhìn thấy bạn trên TikTok đúng không ạ? Vâng. Chúng ta có một vài hình ảnh bây giờ mà tôi muốn gửi tới khách mời của chúng ta. Ở đây thì có một cái chia sẻ trên nhóm về khớp lệnh. Chúng ta cũng thấy trong thời gian vừa rồi có một vài rung lắc đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy diễn biến thị trường. Thì bức ảnh này thì có một cái hình ảnh nhận định là nhìn chung là tôi thấy nghề đầu tư chứng khoán này thì cũng nhàn. Anh Tùng thấy sao? Nghề của anh thực ra đối với cái nghề này thì nếu mà nói là một nghề nhàn thì thực sự nó không diễn tả được chính xác hết, cũng không thể nào là làm chứng khoán mà lại nhàn được, bởi vì là hàng ngày để mới có thể đưa ra được những cái nhận định hoặc là những cái tư vấn hoặc là cái việc mà hành động của chúng ta xuống tiền thôi thì chúng ta phải đòi hỏi được rất nhiều cái yếu tố mà chúng ta cần phải nắm bắt. Thứ nhất đó là về mặt kiến thức, thứ hai là chúng ta phải thường xuyên theo dõi những cái thông tin về vĩ mô, thậm chí là kể cả chính trị hoặc là những cái thông tin liên quan đến doanh nghiệp mà hàng ngày, thì rõ ràng là đây là một cái khối lượng công việc nó rất là lớn đối với không chỉ là các nhà đầu tư mà cả là những chuyên gia tư vấn thì cũng đều phải thực hiện cái công việc này hàng ngày. Cho nên là đối với tôi thì thực ra thì nghề này nó không phải là nghề nhàn, nhưng nếu như chúng ta mà biết cách, chúng ta mà có định hình được một cái tư duy đầu tư chuẩn, phương pháp đầu tư và một cái chiến lược cụ thể rõ ràng theo từng giai đoạn hợp lý, thì cái quá trình đầu tư của chúng ta sẽ trở lên một cách nhàn nhã hơn so với những gì mà các nhà đầu tư hiện tại mà vẫn đang loay hoay, chưa định hình được cái phương pháp đầu tư và cái mục tiêu đầu tư của chúng ta là như thế nào. Cho nên là đây là những cái chia sẻ của tôi về cái nghề cũng như là chính các nhà đầu tư thôi. Cảm ơn anh Tùng với nhận định vừa rồi. Có khán giả cũng bạn Hỏa Long ạ, có nói là nhàn nhã nhưng mà bạc đầu. Anh Khánh thấy sao? Vậy anh nghĩ sao về cái sự nhàn nhã trong nghề này? Trong năm nay cũng năm tới thì hiện nay tôi cũng đang viết một cái quyển sách liên quan đến về đầu tư gọi là Trading dưới ánh nắng. Thực ra thì cũng chia sẻ lại những cái quá trình mà thăng trầm cùng thị trường, và cũng thể hiện nói lên một cái điều rằng là nếu khi mà đầu tư và giao dịch đầu tư cổ phiếu trên thị trường, rằng nó thể hiện đầu tiên là sự đam mê trước, đam mê nghề nghiệp, và sau đó là mỗi ngày mỗi năm trên thị trường và qua những cái dao động biến động thăng trầm thị trường, chúng ta thấy có thêm những bài học mới, có thêm những cái sự trải nghiệm mới. Và tôi thấy rất là hay có một cái câu nói là đó là nếu mà bạn không follow và theo dõi thị trường chứng khoán thì bạn đang bỏ lỡ những cái sự kiện, những cái biến động gọi là hết sức là thú vị và bất ngờ. Giao dịch trên thị trường có những cái phiên dao động biến động tăng rất là mạnh, có những phiên điều chỉnh sâu chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán khi chúng ta làm việc giao dịch đầu tư hoặc tư vấn hoặc đào tạo các nhà đầu tư, nó thể hiện là chúng ta sẽ phải là có sự trải nghiệm, có niềm đam mê với nó,
cũng như là có những cái bài học kinh nghiệm, và đâu đó chúng ta cũng sẽ muốn lan tỏa với các nhà đầu tư, với những cái người mà chúng ta thấy là họ đang chưa đủ các kiến thức, cũng chưa đủ sự trải nghiệm, thì nếu có những cơ hội thì chúng ta cũng chia sẻ đối với họ rằng là đấy là trong cái nghề nghiệp mà gọi là nghề kinh doanh vĩ đại nhất của loài người, chính là hoạt động đầu tư cổ phiếu. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng đây là trong nghề nghiệp này nó là sự đam mê cũng như là cái sự trải nghiệm trên thị trường. À, thực sự ra tôi cảm nhận thấy tâm huyết của anh Khánh kia chia sẻ về nghề này đúng không ạ? Và anh nói là cuốn sách của anh là Trading dưới ánh nắng đúng không ạ? Bao giờ là sẽ ra mắt anh? Tôi cũng đang chắt lọc ở những cái nhiều bài báo, bài viết trên thị trường qua nhiều năm liên quan đến những cái chuyên mục riêng, thì nói về những cái qua những đánh giá thăng trầm rồi những cái diễn biến đầu tư theo chỉ số, hay là đầu tư chọn lựa cổ phiếu, cách thức chọn lọc cổ phiếu, rồi cái tâm lý kiểm soát tâm lý của các nhà đầu tư, thì tôi đang nghĩ rằng mà đâu đó cũng sẽ là phải thuận lợi đâu đó sang khoảng giai đoạn 2025. 2025, vâng, chúng ta cùng chờ đón 2025. Hy vọng là chúng ta sẽ có, đấy là một bối cảnh thị trường phù hợp để chúng ta nghĩ đến việc chọn lọc cổ phiếu đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn anh Khánh. Và bây giờ thì tôi lại có một hình ảnh nữa, có một cái câu hỏi nho nhỏ mà tôi quan sát được ở trên group VTV khớp lệnh, cũng thu hút rất là nhiều sự trao đổi, bình luận, tương tác của quý vị khán giả ở trên màn hình ngay bây giờ đúng không ạ? Câu hỏi này là người thân của bạn nói gì khi biết bạn chơi chứng khoán? Vâng, đây thì và đặc biệt hơn là tôi thấy phần bình luận rất là xôm, có rất là nhiều ý kiến. Ở đây có khán giả thì nói là bảo đây là cờ bạc. Có khán giả nói là chơi chứng hay bị chứng chơi mới là vấn đề. Rồi rất nhiều những bình luận kiểu thiên thiên như thế này, cẩn thận là coi chừng ra đường này. Đấy, rồi là cần phải xa lánh, sợ hỏi vay tiền. Vâng, đấy, có rất nhiều bình luận vui vui thôi. Thế nhưng mà đây cũng là cái góc độ mà tôi muốn hỏi hai vị khách mời của chúng ta. Đấy, thực sự là cái này là vui hay thực sự là nhiều người đang nhìn nhận chứng khoán của chúng ta như vậy? Hai anh nghĩ sao? Với chứng khoán thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều nhà đầu tư có những cái góc nhìn đa chiều. Tôi nghĩ rằng họ cũng đang, có thể rất nhiều người cũng chưa hiểu rõ có hoạt động về đầu tư giao dịch cổ phiếu nói riêng, cũng như là các công cụ tài chính, trái phiếu, rồi các công cụ phái sinh nói chung. Thì về bản chất thì có nó là một cái môn, khi mà chúng ta đang đầu tư thì đầu tư cổ phiếu thì đấy là chúng ta cũng đang biết rồi, hoặc thậm chí các nhà đầu tư cũng có thể chưa hiểu rõ. Tuy nhiên thì bản chất là khi chúng ta đầu tư giao dịch trên thị cổ phiếu, nó không chỉ là một câu chuyện nội tại đánh giá doanh nghiệp, mà đó là kiểm soát về tâm lý nữa. Tại vì không thể là khi mà chúng ta đang đầu tư mà chúng ta đang có những người chỉ giao dịch ngắn hạn thôi, nhưng mà có những người muốn giao dịch dài hơi hơn, có những người thì mua cổ phiếu mà mong muốn là cổ phiếu phải tăng ngay và ngay trong tuần hoặc là ngay tuần sau phải tăng. Và bản chất có những giai đoạn thị trường nó có thể là không thuận lợi trong việc đấy, nên khi mà chúng ta mua cổ phiếu là rõ ràng là chúng ta cũng phải xác định chúng ta đeo theo phương châm nào, đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng hay giao dịch chỉ là giao dịch ngắn hạn. Đấy, chưa nói đến việc là chúng ta cũng phải, đôi khi chúng ta sẽ phải linh hoạt hơn một chút. Chính vì thế mà rõ ràng đối với nhà đầu tư nói chung, F0 nói chung, thì tôi nghĩ rằng là họ nên tiếp cận tư duy, có nên có phương pháp tư duy tiếp cận nó phù hợp hơn, có nghĩa rằng là họ sẽ nên nhìn dài hơn một chút, hơn là việc chỉ có việc hướng đến việc giao dịch ngắn hạn không. Thì vì bản chất thì rất nhiều, khi mà trao đổi với rất nhiều các nhà đầu tư thì tôi thấy rằng là họ đều quan tâm việc là mua mã gì có lãi ngay và luôn, và đa số những nhà đầu tư nhỏ lại mong muốn là có hiệu suất sinh lời gì đó ngay và luôn và cao. Chính vì thế mà chúng ta nên, bản chất là chúng ta nên nhìn góc độ là nên thận trọng và mua bán giao dịch đầu tư cổ phiếu với tầm nhìn dài hơn một chút thì sẽ phù hợp hơn với số đông các nhà đầu tư. Rất là cảm ơn Khánh chia sẻ vừa rồi, nói về câu chuyện hiệu suất sinh lời, đúng đấy, đúng là tâm lý. Và khán giả thì cũng có bạn chia sẻ là đúng là nếu mà đam mê nhưng mà tôi đầu tư tôi không thấy có lời, tôi không đam mê được. Vâng, chúng ta, và một lần nữa tôi muốn nhắc quý vị khán giả là đã có cái phần bình chọn, quý vị có thể bình chọn để chúng ta tí nữa sẽ có một chút thống kê để xem là hiệu suất sinh lời của các khán giả của chương trình sẽ như thế nào. Và anh Tùng, anh nghĩ sao về câu chuyện này? Đặc biệt là anh Tùng thì cũng rất là thiên hướng về phân tích kỹ thuật đúng không ạ? Thì anh nhận định như thế nào về câu chuyện hiệu suất sinh lời, cũng như ở đây là cái góc nhìn về thị trường chứng khoán nó mang tính chất rủi ro cao? Thực ra thì những cái bình luận của các quý vị khán giả thì không phải là không có căn cứ,
Mà thực tế thì trên thị trường, không chỉ là thị trường chứng khoán mà nói chung, thị trường tài chính nói chung, thì có rất nhiều các thị trường mà thực sự đến thời điểm hiện tại là nó vẫn đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Mà nếu như quý vị khán giả mà có theo dõi thường xuyên tin tức trên báo đài thì cũng được cập nhật rất nhiều các trường hợp mà đã bị lừa. Thì cái quan trọng nhất là khi chúng ta tham gia vào đầu tư trên thị trường chứng khoán thì chúng ta phải chuẩn bị những gì cho thị trường, chứ không phải là vì là chúng ta nghe thấy người này người kia hoặc là thấy thị trường sôi động mà chúng ta không tìm hiểu kiến thức, chúng ta bỏ tiền vào đầu tư một cách là thiếu một cái định hướng. Thì rõ ràng là dù cho đây là một thị trường đầu tư rất là cơ bản và được nhà nước bảo hộ, thế nhưng mà trên đó thì nó sẽ cũng sẽ luôn luôn tiềm ẩn được những cái rủi ro đầy rẫy trên thị trường. Và nếu như khi chúng ta tham gia đầu tư mà chúng ta chuẩn bị được những cái kiến thức này, chuẩn bị được những cái phương pháp đầu tư, mục tiêu đầu tư càng rõ ràng, càng cụ thể bao nhiêu, và có một cái tư duy đầu tư chuẩn ngay từ đầu, thì nó sẽ giúp cho quá trình đầu tư của chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn. Và thậm chí là thị trường tăng 12% nhưng hoàn toàn là có những nhà đầu tư họ thành công bởi vì là họ có những cái định hướng cụ thể, có những phương pháp cụ thể và có thể đạt được những mức hiệu suất nó cao hơn rất nhiều, có thể là 20-30% thậm chí là 50%. Nhưng ngược lại thì dù cho thị trường đi lên vẫn có những nhà đầu tư là thua lỗ trên thị trường uptrend. Đấy là điều mà nó thực sự là nó vẫn diễn ra thường xuyên trên thị trường chứng khoán. Vâng, rất là cảm ơn anh Tùng. Ở đây thì tôi cũng rất là quan tâm và tôi thấy cũng khá là tâm đắc với một cái chia sẻ của khán giả ở đây, bạn Huy Hưng đúng không ạ? Bạn có nói là trên thị trường thì có các đối tượng là tìm hiểu đầu tư này, rồi học đầu tư, tập đầu tư, thực hành đầu tư hay là nhà đầu tư. Nhưng mà đa số ngay ban đầu đã tự coi mình là nhà đầu tư mà bỏ qua các bước đầu. Và thực ra thì gì thôi, nếu mà chúng ta không có kiến thức thì đấy chắc chắn gọi là cờ bạc rồi đúng không ạ? Và rất là cảm ơn hai khách mời vì những chia sẻ vừa rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng có một chút có lẽ là quay lại để điểm lại một chút diễn biến thị trường. Và cũng xin hỏi anh Khánh là với những cái diễn biến lúc này thì anh đánh giá như thế nào về cái mức định giá của thị trường? Chúng ta cũng tiệm cận cái mốc 1.300 đúng không? Anh đánh giá như thế nào về cái định giá của thị trường lúc này ạ? Định giá thị trường chung của thị trường Việt Nam hiện nay thì P/E đâu đó khoảng 14.5, thực ra thì không phải là đắt và cũng đã tương đối là hấp dẫn. Giai đoạn này thì có lẽ là dòng tiền nó sẽ phân hóa nhiều hơn, tại vì thị trường chung chúng ta nhìn thấy rằng là trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh nó là khoảng tầm 460 mã cấu thành lên cái chỉ số VN Index, mà khi mà chúng ta đầu tư mà chúng ta cũng phải xem VN Index và VN30 nó biến động như thế nào để chúng ta đầu tư nó có hiệu quả tốt hơn, so outperform hơn so với chỉ số chung hay không thì cũng đây cùng chúng ta xem. Tuy nhiên thì trong cái 400-500 mã đấy thì có những mã tăng, mã giảm, vừa nhiều doanh nghiệp với nhóm ngành nghề nó có những triển vọng tăng trưởng khác nhau. Rõ ràng có những nhóm ngành về thuộc chính chu kỳ thép, hóa chất hay dầu khí ở mức định giá hấp dẫn, nhưng có những cổ phiếu như chẳng hạn nhóm tăng trưởng thì ở mức độ định giá gọi là hấp dẫn nhưng mà nó còn có nhiều triển vọng. Tại vì ở xét về các bước về mặt về định giá nói chung về từng cổ phiếu riêng lẻ thì chúng ta cũng sẽ xem là, tại vì chúng ta có rất nhiều phương pháp định giá. Một là định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng ta sẽ xem triển vọng dòng tiền tương lai, quy về mức giá hiện tại xem chúng ta có nên mua và giá trị nội tại của cái doanh nghiệp cổ phiếu đấy nó có hấp dẫn hay không, là mức thị giá đó. Và thứ hai là chúng ta xem xét trên góc độ định giá theo phương pháp tài sản hoặc so sánh với trong những nhóm ngành P/E, P/B chẳng hạn. Thì rõ ràng là mức định giá đây đôi khi nó sẽ là tương đối chung của thị trường, nhưng nó vẫn đang hiểm chứa là chúng ta nó đang chưa đánh giá hết được những cái cổ phiếu định giá thấp, undervalue ở rất nhiều cổ phiếu của từng các nhóm ngành nghề khác nhau. Do vậy thì theo tôi đánh giá thì thị trường chung thì vẫn đang mức độ định giá hấp dẫn và còn rất nhiều các cơ hội đang định giá thấp trên thị trường, thì đấy cũng là cái cơ hội của rất nhiều các nhà đầu tư hiện nay. Rất cảm ơn anh. Như vậy chúng ta nhìn về định giá chúng ta cũng thấy là còn rất là nhiều cơ hội trên thị trường có thể tham gia. Như là với cái mốc 1.300 hiện tại thì có lẽ là rất là nhiều nhà đầu tư, nhiều khán giả của chúng ta cũng quan tâm tới cái phản ứng của dòng tiền với cái ngưỡng kháng cự này. Anh Tùng nghĩ sao về diễn biến dòng tiền ở thời điểm hiện tại quanh cái mốc 1.300 này? Vâng, thực ra thì trước khi chúng ta bàn tới cái câu chuyện là cái phản ứng của dòng tiền ở vùng 1.300 này nó như thế nào, thì tôi muốn có một cái góc nhìn nó tổng quan hơn và nó xa hơn. Tức là nếu như chúng ta theo dõi xuyên suốt từ tháng 11 năm 2022 khi mà thị trường tạo đáy, thì từ giai đoạn đó đến thời điểm hiện tại thì thị trường của chúng ta đang trong một cái xuống uptrend. Bởi vì với những diễn biến, tức là cứ đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đây là những yếu tố mà về phân tích kỹ thuật là rất là cơ bản, và đáy sau cao hơn đáy trước thì nó là một trong những dấu hiệu của thị trường uptrend. Thì thị trường uptrend thì nó là sao ạ? Tức là thị trường sẽ đi lên và sau mỗi pha điều chỉnh thì nó sẽ là những cái pha là cơ hội để mà thị trường có thể chinh phục được những cái đỉnh cao mới. Và có một điều mà tôi cũng thường xuyên theo dõi đó chính là cái vĩ mô.
thì yếu tố vĩ mô hiện tại thực sự nó đang rất ủng hộ với rất nhiều các câu chuyện, không chỉ là về vấn đề là lãi suất của Mỹ thì tương lai thì đương nhiên là họ sẽ có xu hướng lại điều chỉnh giảm, thì lúc đó nó sẽ làm hạ bớt về cái áp lực tỷ giá cũng như là tạo ra những cái môi trường kinh doanh nó thuận tiện hơn về tiếp cận tài chính. Và ngoài ra thì có một góc nhìn này tôi muốn chia sẻ, đó chính là cái câu chuyện của năm nay thì hiện tại là mọi người đang nhìn thấy, các nhà đầu tư đang nhìn thấy là thị trường đang có một cái vùng 1.300. Thực ra thì cái vận động này nó đã từng diễn ra trong quá khứ, tức là vào cái năm 2021. Tức là cái câu chuyện năm 2021 với năm nay nó cũng không hề gọi là nó quá xa lạ với nhau, và nó đang có sự liên kết khá là giống nhau. Tức là câu chuyện của năm 2021 là câu chuyện là thị trường có vượt được vùng 1.200 hay không, thì với câu chuyện của năm nay đó chính là thị trường có vượt được vùng 1.300 hay không. Và nếu như nhà đầu tư mà chúng ta có thể nhìn lại những cái vận động thì nó đều có một cái vận động nó tương đối là giống nhau. Tức là thị trường hồi năm 2021 thì thị trường cứ đi lên vùng 1.200 là một ngưỡng cản, nó vừa là kỹ thuật vừa là tâm lý. Thì cứ lên đến đó là sẽ gặp những áp lực bán. Và đến khi mà thị trường điều chỉnh lại về đến vùng 1.150 thì lại có những lực cầu tham gia và giúp cho thị trường của chúng ta cứ vận động sideways quanh một cái biên đó. Và tôi nhớ không nhầm thì thị trường vận động trong cái vùng đó khoảng tầm là 2 tháng thì đã có những nhịp bứt tốc lên và tạo ra một xu hướng rất mạnh ở phía sau. Thì ở giai đoạn hiện tại thì tôi đánh giá là cái vấn đề 1.300 nó chỉ là vấn đề thời gian thôi, và xu hướng của thị trường của chúng ta vẫn là xu hướng đi lên. Còn trong ngắn hạn thì có thể là chúng ta sẽ cần phải có những chiến lược giao dịch phù hợp, tức là chúng ta sẽ không mua khi thị trường tăng nữa, mà chúng ta nên có những hành động là bán ra khi mà thị trường về đến gần 1.300. Còn thị trường mà lại về những cái biên dưới vùng 1.250 đến vùng 1.260, tức là khi đó thị trường điều chỉnh giảm, thì chúng ta hãy coi đó là cơ hội đầu tư, chứ không phải điều chỉnh lúc nào nó cũng là rủi ro. Mà nếu như chúng ta nhận diện được dòng tiền và nhận diện được trạng thái thị trường ở thời hiện tại như nào thì dù cho thị trường tăng hay giảm, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đầu tư và sinh lời được trong giai đoạn thị trường đang vẫn chưa rõ xu hướng như thế này. Vâng, rất là cảm ơn anh Tùng mình chia sẻ vừa rồi. Và ở bất kỳ bối cảnh thị trường nào, cơ cấu danh mục hay là tiếp tục nắm giữ hay là chúng ta có những chiến lược khác, thì cuối cùng quay trở lại câu chuyện của chương trình ngày hôm nay, đó là hiệu suất đầu tư. Và bây giờ, ngay bây giờ chúng tôi cũng muốn mời quý vị khán giả để theo dõi một clip vui. Và phóng viên chúng tôi cũng có dạo vòng quanh để hỏi chính những nhà đầu tư cá nhân xem quan điểm của họ về hiệu suất đầu tư như thế nào. Thưa quý vị, hiệu suất đầu tư đạt mức tăng trưởng bao nhiêu phần trăm là một câu hỏi mà rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm, cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp và những nhà đầu tư không chuyên. Và mỗi người đầu tư thì sẽ có một cái khẩu vị đầu tư khác nhau, một phong cách đầu tư khác nhau và một cái khẩu vị chịu rủi ro cũng rất là khác nhau. Và hãy cùng tôi thử dạo một vòng xem là hiệu suất đầu tư của các nhà đầu tư hiện nay đang như thế nào nhé. Xin chào chị ạ. Xin chị cho biết là chị là nhà đầu tư như thế nào và hiện nay thì cái hiệu suất đầu tư của chị đang như thế nào rồi ạ? Hiệu suất sinh lời từ đầu năm đến giờ của tớ là nó dao động từ 8-10%. Và tớ theo dõi và nắm giữ cổ phiếu, mấy mã cổ phiếu đấy trong vòng 2 năm rồi. Đó thì rơi được tầm khoảng 10%. Mình chấp nhận một thời gian khoảng 4-5 tháng để đạt cái kỳ vọng của mình. Có lúc được, có lúc mất. Tại bây giờ thì chắc là được khoảng 20%. Mua nhanh bán nhanh, tức là mình đánh gốc đầu cơ thôi. Phần lớn người chơi nào thì cũng đều nhìn vào thị trường chung và nhìn vào những cái câu chuyện cổ phiếu thôi. Thì có, tại vì có những cái thông tin mà có thể tăng giá cổ phiếu rất là nhanh, cũng có cái thông tin mà cũng có thể làm giảm giá cổ phiếu rất là nhanh. Không nên đi theo đám đông. Cổ phiếu mà có nhiều thông tin tốt ra thì mình cũng sẽ không đầu tư, thì vì là lúc đấy là cái cổ phiếu nó không có khả năng sinh lời cao nữa, thì vì nó đã chạy rồi. Đấy, thì mình sẽ kỳ vọng, cổ phiếu là kỳ vọng, thì mình chỉ kỳ vọng vào những cổ phiếu mà tương lai người ta có những cái kế hoạch tốt. Tớ chỉ theo một mã đấy và tớ thấy nó lên được tầm 8-10% là tớ bán, sau đó tớ lại mua lại tiếp, chỉ chọn mấy cái mã mà tớ theo dõi thị trường từ trước đến giờ thôi. Vâng, thưa quý vị khán giả, rõ ràng là chúng ta cũng vừa theo dõi những góc nhìn khác nhau đấy. Có nhà đầu tư thì là nắm giữ mua nhanh bán nhanh, có người thì cầm 4-5 tháng, người cầm 2 năm. Bây giờ thì với những hiệu suất sinh lời khác nhau, đúng không ạ? Kỳ vọng khác nhau. Bây giờ thì tôi muốn chia sẻ với vị khán giả một cái hình ảnh là hiệu suất sinh lời của một số quỹ trên thị trường mà tôi cũng có được dữ liệu trong quý 1, đúng không ạ? Chúng ta cũng nhìn thấy là các cái mức sinh lời này nó dao động từ 5% tới xấp xỉ 20%. Và số quỹ mà có cái mức sinh lời kém hơn VN Index thì đang chiếm phần đa.
Vậy thì các anh nghĩ nào về những cái mức sinh lời này? Xin được hỏi anh Tùng. Thực ra thì nếu như chúng ta nói đến quỹ thì đương nhiên quỹ là một tổ chức mà nó sẽ bao gồm rất nhiều các nhà đầu tư có kiến thức, kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán và thị trường tài chính rất là cao rồi. Điều này là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên thì trong mỗi giai đoạn thị trường thì nó sẽ phù hợp với một cái nhóm đầu tư. Và đặc biệt nếu như chúng ta nhìn lại cái năm 2024 đến nay thì gần như là những cái con sóng của thị trường, mặc dù là điểm số thị trường tăng, nhưng mà những cái cổ phiếu mà được tăng giá trên thị trường thì không phải là tập trung vào những nhóm ngành thị trường hay là những nhóm ngành mà nó có những cái cổ phiếu có khả năng đi vốn lớn cho quỹ. Bởi vì là quỹ thì họ không chỉ đầu tư là vài trăm triệu, vài tỷ, mà nó lên tới là hàng chục triệu đô la, hàng trăm triệu đô la. Thì đương nhiên là với một cái môi trường đầu tư mà cái dòng tiền trong năm nay nó không đổ vào quá mạnh với những nhóm ngành thị trường như là bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, thì đương nhiên là cái khả năng đầu tư, và đây được coi là môi trường đầu tư, nó chưa thực sự là thuận lợi đối với những quỹ. Thì cái việc mà hiệu suất sinh lời của quỹ nó thấp hơn so với thị trường trong nửa đầu năm 2024 thì tôi đánh giá đây là một điều nó khá là bình thường và nó phản ánh đúng cái vận động của thị trường từ nửa đầu năm đến nay. Thực ra rất là cảm ơn anh Tùng. Thực ra là cái sàn đấu của các quỹ bao giờ cũng rất là nóng, và đặc biệt năm nay thì trong cái bối cảnh như vậy thì sẽ càng nóng hơn, đúng không ạ? Như anh chia sẻ cũng rất là khó với một cái dòng vốn lớn để có thể tham gia thị trường. Nhưng mà quan trọng hơn, như chúng ta cũng vừa xem clip khi nãy, đúng không ạ? Mỗi một nhà đầu tư khác nhau, hay là quỹ hay là cá nhân, sẽ có khẩu vị khác nhau, kỳ vọng khác nhau, và từ đó thì câu hỏi đặt ra là cái hiệu suất sinh lời như thế nào là phù hợp với cả mỗi nhà đầu tư, cũng như chiến lược phù hợp với họ là gì. Thì anh Khánh ạ, anh có chia sẻ gì với các nhà đầu tư của chúng ta? Có lẽ là các nhà đầu tư cũng nên, tôi nghĩ là nên phải nên chú ý, tôi nghĩ là một cái định nghĩa rất hay về hoạt động về đầu tư trước, đó là phân tích kỹ lưỡng các doanh nghiệp mà nắm giữ trong khoảng thời gian và mới mức sinh lời thỏa đáng. Ở đây có nghĩa là chúng ta không hạn chế với khoảng thời gian nắm giữ và mức sinh lời kỳ vọng nó hợp lý là được. Thế có nghĩa là đa số rất nhiều cái nhà đầu tư hiện nay đều nghĩ đến cái việc là khi đầu tư chúng ta phải nghĩ đến hiệu suất sinh lời đó rất cao, hoặc là phải lãi rất là nhanh, hoặc thậm chí giao dịch rất là ngắn hạn. Về bản chất họ vẫn chưa thực sự đủ chuyên nghiệp, chưa đủ sự trải nghiệm và có kinh nghiệm trong việc giao dịch ngắn hạn đó, mà chính những người nhà đầu tư chuyên nghiệp họ mới có thể giao dịch ngắn hạn và có hiệu suất sinh lời tốt được. Còn nếu chúng ta không làm người nhà đầu tư không chuyên mới thì họ khi mà tham gia vào thị trường rất dễ là họ có thể không đúng tham minh, không đúng thời điểm. Đôi khi mong muốn hiệu suất sinh lời cao thì nó lại ngược lại, chúng ta lại không có một kết quả tốt được. Nên tôi nghĩ rằng là một cái định nghĩa nó đã nói lên rất là nhiều điều, bằng cách là đối với nhà đầu tư nói chung thì rõ ràng là 8, 10 hoặc 12, 15% đều là chấp nhận được trong cái bối cảnh nếu thị trường đang trong giai đoạn khó khăn. Và thông thường cái hiệu suất so sánh với cả trung bình trên thị trường, ví dụ năm nay VN Index chẳng hạn tăng 5%, chúng ta 7, 8 hoặc 10% là rất là tốt, cho chúng ta đang outperform hơn so thị trường chung. Năm sau thì VN Index hoặc là VN 30 giảm 5, 10, 15% và chúng ta có lãi 3, 5 hoặc 8% là rất tuyệt vời trong thị trường xuống. Cho nên phải vào một trong những phẩm chất trong hoạt động đầu tư, đó là chúng ta đầu tư có lãi ngay cả khi thị trường giảm, cho dù hiệu suất đó là thấp, là nó là thấp. Ý ở đây nói rằng là không phải năm nào hiệu suất sinh lời và thị trường đều thuận lợi. Rõ ràng là có những năm thị trường thuận lợi tốt, có những năm thị trường không thuận lợi kém hơn, hoặc là có những năm tốt hơn, hoặc có những năm rất là kém chẳng hạn, thì nó vận động theo một cái chu kỳ. Thì bản chất chúng ta đầu tư là chúng ta phải duy trì được hiệu suất sinh lời, hiệu suất mà ổn định trong qua từng năm. Và rõ ràng là đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, chúng tôi cũng đánh giá để có thể các nhà đầu tư mới cũng có thể tham khảo bằng thông thường là xem xét là phải từ 3 5 năm trở lên hiệu suất sinh lời của họ. Tại vì bản chất là họ cũng có thể 1 2 năm họ có thể ăn may trên thị trường và họ có lãi ngay trên thị trường và hiệu suất sinh lời rất là tốt. Nhưng năm thứ 3 thì hiệu suất sinh lời nó lại không được tốt như vậy. Do vậy thì cái sự phương pháp và tiếp cận cũng như là chiến lược đầu tư họ có ổn định hay không thì rõ ràng là phải theo dõi 3 năm trở lên để xem rõ rằng là cái phương pháp đấy họ có thực sự an toàn và thận trọng và đủ hiệu quả không. Đấy, chứ còn một năm họ cũng có thể đầu tư tốt trong vòng một năm, chúng ta có thể nói là đóng ở ngoặc ăn may chẳng hạn. Thì đối với nhà đầu tư F0 thì tôi nghĩ rằng với nhà đầu tư mới thì tốt nhất là chúng ta chưa nói đến câu chuyện hiệu suất, mà chúng ta sẽ đến cái sự trải nghiệm đầu tiên. Đó là chúng ta sẽ trải nghiệm mua một vài cổ phiếu để chúng ta có một cái sự biết là đầu tư. Và sau đó mới bắt đầu, khi mà có kinh nghiệm hơn thì chúng ta nghĩ rằng trong một năm nay chúng ta
đâu đó có một cái hiệu suất 7-10% như một số các anh chị mà trả lời phỏng vấn lúc trên video clip vừa rồi cũng rất là phù hợp. 10%, 12% là rất ok. Còn có một cái anh gì đó chia sẻ là 20%. Ok thì thích cái giao dịch dạng ngắn hạn, nhưng không phải ai cũng có thể, thậm chí là cũng có thể tốt hơn, là có người người ta làm tốt hơn. Nếu mà chúng ta đo hiệu suất từ đầu năm đến giờ VN-Index tăng 12%, thì nếu chúng ta tăng 8-10% thì tất nhiên là cũng không tồi lắm, nhưng mà chỗ là chúng ta thấp hơn chỉ số. Còn nếu các nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn mà giao dịch tốt hơn thì họ có thể lãi được 28-35% trở lên, thì tôi nghĩ rằng có thể tốt hơn so với trung bình chung. Thì so sánh giữa VN-Index thì rõ ràng VN-Index tăng 12%, Phillip Diamond tăng 28%, thì có nghĩa rằng là các quỹ ETF lúc nãy mà chúng ta có chia sẻ, bạn có chia sẻ, thì các quỹ ETF thì thông thường là hiệu suất sinh lời nó sẽ không cao, khoảng dao động từ 8-10%, tại vì là mô phỏng chỉ số. Các quỹ đây nó sẽ khác hơn các quỹ phòng hộ, các quỹ chuyên hedge fund hoặc là các quỹ đầu tư tổ chức khác. Thì lẽ những tay tức là các quỹ quản lý chuyên nghiệp thì thường họ sẽ phải hiệu suất sinh lời cao hơn, còn các quỹ ETF thì thông thường mô phỏng thị trường, cho nên nó cũng chỉ dao động ngang bằng so với thị trường thôi. Do vậy thì chúng ta cũng không thể kỳ vọng các quỹ ETF có thể có một cái sự bứt phá lớn về chỉ số. Nếu bứt phá lớn về chỉ số mà đầu tư hiệu quả thành công rất là cao thì đó là phải là các quỹ hedge fund, mà các quỹ được quản lý tốt bởi những nhà đầu tư quản lý quỹ chuyên nghiệp. Được. Cảm ơn Khánh vì chia sẻ rồi rất nhiều kiến thức và thông tin với vị khán giả chúng ta. Bây giờ thì tôi cũng có một vài kết quả từ cái bình chọn khảo sát đầu chương trình, và có tới 49% khán giả của chúng ta cho rằng là họ đã có một cái hiệu suất thấp hơn VN Index tính từ đầu năm, và số lượng mà có cái hiệu suất cao hơn VN Index là đâu đó chỉ kiếm khoảng 1/3, và còn lại thì tới tận khoảng 19-20% thì là sấp xỉ với VN Index, không có chênh lệch lớn. Và như vậy thì cũng phải chia sẻ, chúng ta cũng nhìn nhận với những cái nhận định vừa rồi của anh Khánh, thì với quý khán giả kể cả các bạn có thấp hơn VN Index thì cũng không sao. Và thực ra là quan trọng đầu tiên chúng ta có những trải nghiệm, chúng ta hiểu hơn về thị trường, và thực ra những cái mức đầu tư 8, 10 hay 12 quan trọng là nó giúp chúng ta có một cái sự đồng hành về dài hạn đối với cả thị trường. Chúng ta không rời bỏ thị trường thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ có gặt hái được rất là nhiều thành công với cái mức sinh lời đó, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì thời gian cũng có lẽ không còn nhiều, chúng ta sẽ chuyển ngay sang phần tiếp theo để hai khách mời có thể tương tác nhiều hơn với quý vị khán giả trong phần món ăn kèm. Vâng, có lẽ chúng ta điểm qua một vài nhóm ngành đáng chú ý trong ngày hôm nay, rất là ngắn gọn thôi. Có lẽ đầu tiên là nhóm ngân hàng. Dường như là nhóm ngân hàng có vẻ là có những cái sự điều chỉnh dường như không được giống như kỳ vọng. Anh Khánh nghĩ sao? Nhóm ngân hàng thực ra thì trong năm nay thì tôi đánh giá là có 5 nhóm ngành ưu tiên mà chúng tôi cũng tư vấn hoặc là đánh giá phân tích là khả quan. Đầu tiên là nhóm tài chính. Tài chính thì thực ra thì tôi lại đang thấy là nhóm chứng khoán, bảo hiểm hoặc trong nhóm ngân hàng có lẽ phải chọn lọc hơn một chút. Thứ hai là nhóm ngành hóa chất, nhóm thép, nhóm dầu khí và nhóm công nghệ viễn thông. Thực ra nhóm ngành ngân hàng trong năm nay thì nếu chúng ta xem tăng trưởng doanh thu triển vọng, doanh thu lợi nhuận, rồi triển vọng tăng trưởng doanh thu trước trích lập, tăng trưởng NIM, biên lãi, rồi triển vọng kết quả lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng thì chúng ta thấy là ở mức bình thường, tức là ở trung bình. Đâu đó có ngân hàng tăng 13-15%, tức là nó không thực sự đột biến quá cao. Chính vì thế mà nếu duy trì mức trung bình như thế thì chúng ta thường là đánh giá nhóm ngân hàng mức gọi là được lựa chọn, được trong gọi là top 10 thì đúng, nhưng mà nếu mà ưu tiên cao để đầu tư trong năm nay thì lại không. Cho nên chính nhóm ngân hàng trong năm nay sẽ là nó không có sự tăng trưởng nhiều mạnh lắm, thì có lẽ là chúng ta sẽ chỉ lựa chọn các cổ phiếu riêng lẻ thôi. Cổ phiếu riêng lẻ, các nhóm ngân hàng riêng lẻ thì tôi đánh giá chỉ có những cổ phiếu nào mà chúng ta thấy có những cái câu chuyện tái cấu trúc, có câu chuyện M&A trong đấy, hoặc có thực sự có sự đột biến tăng trưởng doanh thu lợi nhuận hoặc tăng trưởng biên lãi rất là tốt thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên xét về góc độ về phân bổ dòng tiền, phân bổ danh mục đầu tư thì tôi nghĩ là nhóm ngân hàng chúng ta chỉ nên nắm giữ ở một thị trường vừa phải thích hợp, chứ nó cũng không phải là một cổ phiếu được ưu tiên nắm giữ lớn trong cái bối cảnh thị trường trong năm 2024 này. Rồi, cảm ơn Khánh chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ đến một vài câu hỏi nữa. Đây, khán giả cũng có hỏi một vài cổ phiếu mà tôi thấy có cái mức tăng trưởng rất là tốt thời gian vừa rồi. Bạn đặt câu hỏi với PAO này rồi HVN. Anh Tùng, anh nghĩ sao về hai cổ phiếu này? Cũng có một vài cái đà bứt phá. Thực ra thì đối với hai cổ phiếu này thì nó lại nằm thuộc vào hai cái nhóm cổ phiếu mà nó đang có những cái câu chuyện và có những cái dòng tiền thông minh họ đổ vào cổ phiếu này. Thì thứ nhất là cái câu chuyện của năm nay ấy,
nó sẽ không phải là câu chuyện của nhóm bất động sản, của nhóm chứng khoán hay nhóm ngân hàng, mà năm nay nó sẽ là những cái sự phân hóa mà thực sự nó là phân hóa rất khốc liệt. Nó có thể đi theo cái hình chữ K, tức là khi thị trường đi ngang thì sẽ không phải là toàn bộ thị trường đều đi ngang, mà sẽ có những nhóm ngành mà nó sẽ bứt phá lên, nhưng ngược lại thì sẽ có nhóm ngành mà nó sẽ vẫn đi xuống. Tức là nếu như chúng ta đầu tư và chúng ta không nhìn nhận được dòng tiền đang ở đâu và dòng tiền đang muốn nói cho chúng ta điều gì và tương lai sẽ như thế nào, thì đôi khi là ngay cả thị trường đi ngang hoặc là thị trường đi lên, chúng ta vẫn đầu tư nó không thực sự hiệu quả. Còn đối với hai cổ phiếu này thì tôi đánh giá rất cao đối với hai nhóm này, và chính là hai cổ phiếu này đều là hai cổ phiếu có dòng tiền vào mạnh nhất đối với nhóm hàng không và nhóm điện. Thì trong đó thì với câu chuyện của nhóm hàng không thì đó là sự phục hồi sau đại dịch, và đây là điều mà chúng ta cũng thấy rất là rõ. Thí dụ như với HVN thì từ câu chuyện đó là họ bị thua lỗ rất là nhiều trong những cái năm đại dịch Covid, thì trong những cái quý gần đây thì từ lợi nhuận là từ âm khoảng tầm là 2.000 tỷ, trên dưới 2.000 tỷ, thì cái quý vừa rồi đã có một mức lợi nhuận tương đối là vượt trội cũng như là rất là đáng ghi nhận, là lên tới là hơn 4.000 tỷ. Đó thì đấy là một trong những cái câu chuyện rất lớn, và xu hướng của thị trường trong những thời gian tới thì vẫn, tôi đánh giá là vẫn sẽ ủng hộ tiếp đối với nhóm ngành hàng không. Còn đối với cổ phiếu PAU là cổ phiếu mà nếu như các nhà đầu tư trên thị trường lâu năm thì đều có một cái hình ảnh đó là cổ phiếu này rất nặng mông, và các nhà đầu tư thì đa phần là đều rất là ngại khi mà nhắc tới cổ phiếu này, rất là ngại đầu tư. Tuy nhiên với bất kỳ một cổ phiếu nào hay là một thị trường nào thì cũng sẽ luôn có bốn cái giai đoạn, thì trong đó là có giai đoạn tích lũy, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn phân phối và giai đoạn là đi xuống, đúng không ạ? Thì không có cổ phiếu nào là nó mãi một cái xuống cả, mà nó sẽ phải có những cái pha chuyển mình và tạo ra những pha bứt tốc mới. Thì tôi đánh giá PAU là một trong những cổ phiếu mà nó đã trải qua được cái giai đoạn tích lũy cần thiết và hiện tại đang là một cái xu hướng đi lên của cổ phiếu. Thì với những nhà đầu tư mà đang cầm nắm hai cổ phiếu này thì thực sự là tôi cũng xin gửi lời chúc mừng với rất nhiều những câu chuyện của PAU với cổ phiếu của HVN. Thì đây là một trong những cổ phiếu mà tôi đánh giá rất là cao. Vâng, PAU cũng rất nhiều kỳ vọng về phản ánh về kỳ vọng tương lai, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, rất là cảm ơn anh. Ở đây thì tôi thấy cũng rất nhiều sự quan tâm của khán giả đối với nhóm bán lẻ này, rồi hay là nhóm vận tải cảng biển. Thời gian vừa rồi cũng rất là được quan tâm, các bạn đặt câu hỏi về PVT hay là VOS. Anh Khánh nghĩ sao về nhóm này, câu chuyện giá cước có vẻ cũng nóng. Nếu chúng ta nhìn một góc độ vĩ mô đầu tiên thì chúng ta thấy là năm nay thì GDP của chúng ta quý 1 tăng 5,66, quý 2 dự báo là 5,86%, và mảng mà có sự cải thiện tăng trưởng tốt là khoảng xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu hiện nay thì chúng ta thấy có những cái mối quan hệ, chúng ta có Việt Nam với EU, Việt Nam Mỹ, rồi cũng Việt Nam các nước châu Á, thì vận tải biển thì vận tải hàng hóa container nó còn liên quan đến cả, không chỉ đấy là cũng liên quan vận tải hóa chất và vận tải xăng dầu. Thì PVChan hoặc là VOS thì chúng ta thấy là cũng sẽ tập trung vào những vận tải về dầu thô và những vận tải về hóa chất. Về bản chất thì trong cái giai đoạn mà 2021-22 thì rõ ràng là nhóm vận tải biển có một sự khởi sắc, đặc biệt là nhóm cảng biển. Thì ví dụ 20-21-22 thì đó là chúng ta thấy Zumadep, cảng Hải An tăng rất là mạnh. Tuy nhiên thì rõ ràng kể cả trong giai đoạn đấy thì những cái nhóm cổ phiếu vận tải biển cước giá vận chuyển container và vận chuyển hàng hóa cũng gia tăng, thậm chí trong giai đoạn vừa rồi là tăng đến 60%. Thì trong giai đoạn trước và giai đoạn này thì rõ ràng là cước vận tải cũng gia tăng, và triển vọng kết quả kinh doanh của PVChan chúng ta thấy là năm nay khoảng tầm tăng 35%, trong nhìn VOS thì là tăng 22%. Thì rõ ràng PVChan thì đặc thù hơn, chúng ta thấy là nó đang đầu tư vào hoạt động vận tải hóa chất và dầu thô. Và trong cái giai đoạn vừa qua thì Nghi Sơn cũng như là Bình Sơn, thì Bình Sơn bắt đầu có sự khởi sắc tăng trưởng doanh thu tốt, và Nghi Sơn có những giai đoạn chững lại để bảo dưỡng bảo trì thì bây giờ lại vận hành, tức là có nghĩa rằng trong năm nay PVChan cũng đã góp phần vào cái mức đà tăng trưởng doanh thu lợi nhuận tốt hơn. Nên cho nên cái việc dòng tiền cũng kỳ vọng rõ ràng là cái định giá theo phương pháp dòng tiền với các doanh nghiệp này, chúng ta thấy là với một doanh nghiệp nào có sự khởi sắc, kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế, doanh thu lợi nhuận sau thuế trong năm nay tốt thì dòng tiền cũng sẽ phân hóa vào những cái doanh nghiệp mà có kết quả kinh doanh tốt. Rất là cảm ơn anh Khánh chia sẻ vừa rồi. Và như vậy chúng ta cũng điểm qua một vài nhóm ngành cũng như là có một cái nhìn tổng thể về thị trường, cũng một số lĩnh vực khá là nóng, đúng không ạ? Và thực ra là chúng ta cũng còn không có nhiều thời lượng chương trình đâu, tôi thấy vẫn còn những câu hỏi liên quan tới một số nhóm ngành khác, ví dụ như là thép chẳng hạn. Nhưng có lẽ là chúng ta sẽ phải chuyển sang phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay và sẽ phải dành những câu hỏi đó cho những phần chương trình tiếp theo. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần cuối cùng chương trình ngày hôm nay ạ. Đó là phần giải mã.
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì liên quan tới cuộc đấu hiệu suất thì ở đây tôi có một cái hình ảnh này để gửi tới quý vị khán giả xem. Một người đàn ông đúng không ạ? Đây là hình ảnh của Peter Lynch, là người điều hành một quỹ của Fidelity Investment trong giai đoạn 1977-1990. Và trung bình mỗi năm thì quỹ này có hiệu suất là khoảng 29,2%, tức là đều đặn gấp đôi mức sinh lời của S&P 500. Và với cái mức 29,2% này thì quỹ này được đánh giá là cái quỹ mà gọi là có hiệu suất đầu tư tốt nhất thế giới. Và cũng với cái mức 29,2% này thì trong 13 năm vận hành thì tài sản của quỹ đã đang được tăng lên từ mức đó đó khoảng 18 triệu đô, đúng không ạ? Nếu mà tôi không nhầm, khoảng 13 triệu đô la Mỹ, tôi xin lỗi, lên đến 18 tỷ đô la Mỹ, tức là đấy gấp khoảng 1.400 lần nữa. Và cũng chỉ với cái mức 29,2% này, anh Khánh nghĩ sao? Một trong những huyền thoại đầu tư có lẽ là Peter Lynch, nó cũng là một cái trường hợp rất là hiếm hoi trên thị trường, cũng có hiệu suất sinh lời rất là cao. Bên cạnh đó thì tất nhiên là trong những giai đoạn thập kỷ 90 hoặc là 2000 thì chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều siêu quản lý quỹ đầu tư rất là thành công, của Ray Dalio chẳng hạn, hay là SAC40 của Stephen Cohen, hay là của Kenneth Griffin, cũng lấy đấy là những người mà quản lý quỹ, các quỹ hedge fund hiệu suất sinh lời rất cao. Peter Lynch thì tôi thấy rằng là nếu mà các nhà đầu tư cũng có theo dõi đọc hai quyển sách rất là nổi tiếng, đó là Đánh bại phố Wall và Trên đỉnh phố Wall, thì tôi thấy rằng đây là một quyển sách rất là đáng đọc và các nhà đầu tư cũng thấy hiểu được cái chiến lược đầu tư của quỹ. Một trong những chiến lược đầu tư đó là chúng ta thấy là, một là chúng ta có thể đầu tư, có thể đa dạng một danh mục và chúng ta có thể đánh giá rất kỹ, bởi bản chất Peter Lynch cũng tập trung phân tích rất là kỹ lưỡng các doanh nghiệp trước khi mua. Và đối với nhà đầu tư có thể học hỏi đâu đó một cái cách là trước khi mà chúng ta mong muốn nắm giữ cổ phiếu gì đó thì chúng ta cũng hướng tới việc là đầu tư một cổ phiếu gì đó mang thiên hướng là nhìn tầm dài hơn một chút, thì rõ ràng hiệu suất sinh lời cao. Nếu mà các nhà đầu tư, nếu mà chúng ta chỉ thích những cổ phiếu banh không thôi, chúng ta thích một vài cổ phiếu mà chứng khoán, thì hiệu suất sinh lời của họ trong cả năm nó sẽ không khởi sắc nếu chúng ta không sang chuyển hướng sang những nhóm cổ phiếu như là tư vấn điện, hay là những giấy công nghiệp, hay là nhóm một vài cổ phiếu cảng biển, hoặc là kể cả nhóm ngành thép, nhưng nó là nhóm các cổ phiếu khác, những nhóm cổ phiếu đầu ngành chẳng hạn, thì chúng ta mới có hiệu suất kỳ vọng sinh lời cao. Do vậy thì các nhà đầu tư có thể chúng ta đang học hỏi những nhà đầu tư chuyên nghiệp bằng cách là chúng ta cũng không nên quá theo những lối mòn, mà chúng ta cũng hướng tới là chọn lựa những cổ phiếu đa dạng hơn một chút. Chúng ta chọn một vài cổ phiếu nằm ngoài những cái lĩnh vực mà chúng ta thể tìm hiểu kỹ lưỡng từng cái cơ hội riêng lẻ, nếu những cổ phiếu định giá thấp và chúng ta hướng tới câu chuyện mua và nắm giữ hơn một chút, thì đâu đó, tại vì Peter Lynch cũng như là cái quỹ Infinity Magellan Investment, họ cũng đã đầu tư trong nhiều năm chứ không phải là chỉ trong một vài năm, dẫn đến các nhà đầu tư cũng hướng tới việc là nếu chúng ta muốn có hiệu suất sinh lời phù hợp và hiệu suất tốt, thì có nghĩa là chúng ta cũng phải hướng tới nhìn một câu chuyện dài hạn hơn một chút, và chúng ta chú ý đến lựa chọn các cổ phiếu nắm giữ và phân bổ danh mục cho nó phù hợp, là lúc đó chúng ta cũng có thể có mong muốn, có sự kỳ vọng được hướng tới một cái hiệu suất sinh lời phù hợp. Đúng rồi, Khánh, thực ra thì chúng ta có thể theo room vip chat này, room vip chat khác, môi giới này, môi giới khác. Tuy nhiên thì như chúng ta trao đổi từ đầu chương trình đến giờ thì thực sự là có một tầm nhìn, và thứ hai là có một công cụ, đó chính là kiến thức của chính bản thân, thì đó sẽ là những hành trang để chúng ta có thể có được cái sự đầu tư một cách bền vững và bài bản hơn. Và thật ra thì thị trường thì luôn đúng, trong cuộc đấu với thị trường thì rất là khó có thể nói trước được điều gì. Và ví dụ như là phiên thứ 6 cuối tuần trước hay là ngày 15 tháng 4 thì đều có những cái phiên điều chỉnh bất ngờ mà khiến rất là nhiều thành quả chúng ta có thể bay đi trong chốc lát. Và quan trọng hơn là chúng ta có một sự đồng hành để có thể tồn tại được trên thị trường một trong chung dài hạn. Và từ đó thì chúng ta mới nhìn thấy là việc mà có kiến thức cũng như là có một nền tảng để chúng ta làm được việc đó là vô cùng quan trọng. Và cũng rất là muốn hỏi thẳng anh Khánh, thực ra là được biết là anh Khánh cũng có những cái chương trình để đào tạo và cũng là để chia sẻ với các nhà đầu tư và đâu đó những khán giả của chúng ta. Thì theo anh thì trong những cái chương trình đào tạo như vậy thì đâu sẽ là những cái chìa khóa và những cái điểm mấu chốt mà chúng ta có thể định hướng đối với cả việc chúng ta mong muốn gia tăng hiệu suất đầu tư của mỗi người? Trong những cái lớp, các chương trình đào tạo của chúng tôi thì những cái buổi đầu tiên mà ấy, tại vì rất ít các buổi đào tạo nào nó mang tính chất cơ bản nhiều hơn một chút và pha lẫn với cái kết quả của phân tích kỹ thuật hoặc là dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn, điểm mua điểm bán và quản lý danh mục. Cái điểm đầu tiên mà chúng tôi hướng tới khách hàng là đó là
tư duy và phương pháp tiếp cận. Tại vì luôn luôn là phải sâu cho các nhà đầu tư những biến động thăng trầm của biểu đồ chỉ số VN Index và chỉ số Dow Jones và SP500 cho qua nhiều năm. Đấy, nếu mà chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Jones thì qua nhiều năm từ những giai đoạn 1896 khi mà Dow Jones mà Edward Jones và Chuck Dow đưa ra cái bộ chỉ số mà 11 cổ phiếu niêm yết thời điểm đó khoảng tầm 60-66 điểm gì đó, thì qua nhiều năm, hàng trăm năm, chúng ta thấy là từ 1896 cho đến Dow Jones vẫn qua các cuộc chiến tranh thế giới, rồi những cuộc ám sát Kennedy, rồi những cái chiến tranh bùng vịnh, cũng là một cái ví dụ mà tôi cũng chỉ ra rằng là qua nhiều thăng trầm chỉ số cứ lên xuống nhưng nó vẫn tiếp tục vượt các điểm cao. Và chỉ số Dow Jones trong giai đoạn chúng ta thấy nửa đầu năm cũng đã lên tới 40.000 điểm, và giai đoạn vừa rồi thì cũng đã có vẫn đang dao động ở khu vực 38.800, thì có nghĩa là qua rất nhiều năm, rất nhiều sự kiện biến cố mà chỉ số đấy vẫn tiếp tục lên cái điểm cao. Do vậy thì với các hoạt động đầu tư, với các nhà đầu tư cá nhân, thì cái mà cách tiếp cận ngay đối với nhà đầu tư thứ nhất là chúng ta phải nghĩ với câu chuyện là chúng ta không chỉ đầu tư trong năm nay, mà chúng ta cũng thể đầu tư trong năm khác, có thể là chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì thế nào nữa, nhưng chúng ta cũng hướng tới là bắt đầu sẽ nghĩ câu sự chuyên nghiệp hơn, nhìn dài hơn trước đã, rồi sau đó thì trong năm qua từng tháng một thì chúng ta thích ngắn hạn không hay thích cần phải cơ cấu lại danh mục, thì chúng ta sẽ làm trong cái giai đoạn đó, cơ cấu danh mục định kỳ từng tháng, từng quý một chẳng hạn, hay từng tuần một thì tùy các nhà đầu tư. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một cái kế hoạch nhìn xa ra. Trong năm nay chúng ta đầu tư một ít, năm sau chúng ta lại tới tiếp tục đầu tư và chúng ta tích lũy qua giai đoạn đó. Thì cái tiếp cận đối với thị trường đó là với thị trường thăng trầm như thế, tức là có những giai đoạn thị trường thuận lợi, có những giai đoạn thị trường khó khăn hơn. Thì cái tâm lý của nhà đầu tư thì sợ nhất là họ mất niềm tin vào thị trường thôi, dẫn đến việc là có những giai đoạn mà họ cũng có gặp những cái trường hợp mà sự cố hoặc là đầu tư hiệu quả không hiệu quả, dẫn đến việc họ sẽ rất là bi quan hoặc có một cái nhìn tiêu cực quá với thị trường. Nhưng chúng ta phải nói rằng đấy là một cái sự rất bình thường. Thị trường có những chu kỳ thì diễn biến rất là tốt, nhưng có những giai đoạn thị trường không thuận lợi thì các nhà đầu tư cần phải kiểm soát được cái tâm lý đầu tư thế nào, mà đầu tư cố gắng là đừng vượt quá cái khả năng của mình, để chúng ta thấy khi chúng ta kiểm soát tâm lý, chúng ta đầu tư trong cái khả năng mình có và thận trọng. Thì rõ ràng tôi nghĩ rằng là về xa hơn, về tương lai dài hơn một chút thì rõ ràng họ đầu tư sẽ hiệu quả hơn là cái việc là ai đó đang mong muốn là cái gì đó cần phải là làm giàu nhanh, cần phải chớp những cái cơ hội gì rất là nhanh trên thị trường trong khi họ là nghiệp dư. Do vậy thì chúng ta nên chú ý rằng cách tiếp cận và tư duy tiếp cận phương pháp đối với thị trường là hết sức là quan trọng ngay từ ngay giai đoạn đầu. Rất cảm ơn Khánh, tư duy rất quan trọng đúng không ạ? Và thực ra là thời dự chương trình bây giờ thì cũng đã hết rồi đấy ạ. Tuy nhiên thì với hai vị khách rất là đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là mong muốn và xin phép ekip đạo diễn có thể cho chương trình thêm vài phút thôi. Và cũng xin được hỏi anh Tùng chia sẻ rất là ngắn gọn thôi về những quan điểm của anh đối với việc là trau dồi kiến thức và đầu tư để có một cái hiệu suất sinh lời nó phù hợp với mỗi cá nhân. Tôi cũng xin chia sẻ cũng khá là nhanh thôi, tức là để có được một cái hiệu suất sinh lời cao thì cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải có một cái tư duy chuẩn ngay từ đầu. Tôi lấy ví dụ như là cái việc mà đầu tư vào cổ phiếu, rất nhiều nhà đầu tư khi mới tham gia thì rất thích bắt đáy cổ phiếu. Tuy nhiên là cái việc mà bắt đáy cổ phiếu đang trong một cái xu hướng giảm thì nó bao giờ nó cũng đi kèm rất nhiều rủi ro và không sinh lời được một cái mức hiệu suất cao. Trong khi nếu như chúng ta mà luôn định hướng vào những cổ phiếu đang tăng trưởng, những cổ phiếu đã có dòng tiền vào và đang trong một cái xu hướng tăng, thì đó sẽ là những cái sự lựa chọn đầu tư tôi nghĩ là phù hợp và nó luôn là những sự lựa chọn khôn ngoan để giúp cho cái tài khoản của chúng ta nó sẽ gia tăng một cách nhanh chóng hơn cũng như là an toàn hơn khi mà thị trường có những cái biến động. Rất là cảm ơn anh Tục, và một lần nữa rất là cảm ơn đội ngũ của VPS đã đồng hành với VTV Khớp Lệnh trong chương trình thứ tư hàng tuần cùng với một mục tiêu chung là kiến tạo giá trị bền vững. Và chúng ta cũng rất là mong muốn là chúng ta sẽ tiếp tục tạo thêm những giá trị vượt trội và bền vững cho những khán giả đồng hành cùng với chương trình, và qua đó thì cung cấp thêm những góc nhìn mới, đặc biệt với chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì có thể giúp quý vị khán giả chúng ta không ngừng nâng cao hiệu suất sinh lời theo đúng những kỳ vọng, những mục tiêu và khẩu vị của mỗi người nữa. Và một lần nữa chúng ta cũng mong muốn rằng là trong một bối cảnh thị trường đang rất là nhiều thách thức, thì thực ra nếu mà chúng ta nhìn lại thì cái cuộc đấu hiệu suất mà quan trọng hơn cả thì có lẽ là cuộc đấu hiệu suất với chính bản thân mình, đúng không ạ? Chúng ta từng ngày chúng ta trau dồi và làm tốt hơn bản thân mỗi ngày, đó đã là một thành công rồi. Một lần nữa rất là cảm ơn quý vị khán giả và cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành và chia sẻ rất là nhiều kiến thức và cũng như là tư duy về hiệu suất sinh lời ngày hôm nay, và rất mong chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong những chương trình tiếp theo. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.